Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ngọc Trân hiến tặng biệt thự 400 tỷ đồng sau khi qua đời. Ca sĩ Ngọc Trân gây bất ngờ khi quyết định dành tặng biệt thự 400 tỷ đồng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cho họ làm tư đường sau khi qua đời. Mới đây thông tin ca sĩ Ngọc Trân tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho tư đường sau họ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ quyết định của giọng ca sinh năm 1968. Trải qua gần 30 sự nguôi, ông Hoàng Nhật Trẻ Ngọc Trân đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Nhắc tới anh, người ta nhớ ngay tới ngôi biệt thự giá vàng trăm tỷ, chiếc xe sang bậc nhất thập niên 1990 và vô vàn thủ tiêu khuyến ngày qua đã tràn ngập và độ xa hoa đắt đỏ. Ngôi biệt thự giá vàng của Ngọc Trân tọa lạc trên đường Trường Nguyệt Ảnh, con phố sầm ất ngay trung tâm Sài Gòn. Mẹ ruột của nam ca sĩ từng tiết lộ gia đình bà trải qua trao đổi ba căn nhà ở quận 10 và quận Tân Bình, kèm thay 1.000 lượng vàng chỉ để mua phần đất nên căn biệt thự. Di cư đồ thổ được tiết lộ theo đúng cách quái của chủ nhân. Diện tích có thể dưới tới 200 vị khách và Ngọc Trân chi dành riêng để tiếp đón những người thân thiết. Đặc biệt toàn bộ nội thất bên trong đều làm bằng những loại gỗ quý hiếm. Di cư đồ sộ được thiết kế theo đúng phong cách quái của chủ nhân. Diện tích có thể chứa tới 300 vị khách và Ngọc Trân dành riêng để tiếp đón những người bạn thân thiết. Được biết toàn bộ phần nội thất bên trong đều làm bằng những gỗ quý hiếm, gia công cầu kỳ tỉ mỉ. Nhiều họa tiết trang trí trên tường như những rồng phượng được dát vàng xa xỉ mới đây. Ngọc Trân còn chia sẻ, anh đã lắp đặt hàng một thu âm hiện ngay trong nhà với số chi phí khủng để thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Ngọc Trân là tay chơi thứ thiệt những năm 1995 đã sở hữu xe sang Calirac, chiếc xe được nhiều vị tổng thống phương Tây ưa chuộng. Tại Việt Nam, anh là nghệ sĩ đầu tiên có trong tay sản phẩm dài 400 mét này. Khoảng năm 2011, Ngọc Trân bất ngờ chia sẻ với báo chí chuyện anh được tặng cho chiếc bạc tỷ. Tuy giá thành không hề nhưng, ông Hoàng Nhật Trẻ vẫn cho rằng đây chỉ là món quà nhỏ vì mẹ tặng nên mới quý mà dùng. Nói về thú chơi của mình, Ngọc Trân chia sẻ ngày ấy mình sung lắm vì cứ nghĩ các ngôi sao trên thế giới sắm xe hơi nhà lầu được. Ca sĩ Việt Nam mình cũng dư sức sắm được bằng chiếc giọng hát của mình. Nên ai giới thiệu xe nào hấp dẫn là ý như rằng Ngọc Trân sẽ sắm cho bằng người ta. Năm 2000, Ngọc Trân gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đục tượng mình, rồi cho rằng trước cửa nhà, nam ca sĩ tự hào cho rằng đây là công trình chưa từng có trên thế giới. Tuy nhiên, bức tượng vàng của Ngọc Trân dựng chưa được bao lâu bị chính quyền yêu cầu di chuyển. Sở hữu khối tài sản khổng lồ luôn biết cách chia sẻ may mắn của mình tới những người bất hạnh. Nam ca sĩ thường xuyên có những loạt từ thiện ý nghĩa như phát tiền, phát gạo và quà tới người nghèo. Mỗi dịp sinh nhật, anh đã thực hiện công việc này đều đặn trong khoảng 15 năm qua. Ngọc Trân thổ lộ anh thuộc tộc người sống mà không cần quan tâm đến tiền bạc. Nam ca sĩ cho biết anh trải qua đất đai do fan yêu mến đã tặng cho mình. Năm 2020, ca sĩ Ngọc Trân lần đầu tiết lộ xin được tặng khu đất 2.000 hecta ở Lâm Đồng. Được biết ông anh thân thiết vốn là người yêu mến và theo dõi Ngọc Trân từ những năm đầu, ông Hoàng Nhật Trẻ đi hát ở sân khấu Trống Đồng, rồi từ đó trở thành một thành viên thể thiếu trong đại gia đình của anh. Vì lẽ đó, người này không ngần ngại cắt một phần đất của mình để tặng cho Ngọc Trân 2 hecta vườn ở Lâm Đồng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.